Ba chè cả nhà. Sống không Út? Chết muối. Ồ chết nữa rồi. Dính được à. Bự luôn chứ. Bự luôn, dính được à. Rồi. Bốc mùi á, mùi gừng á. Lớp hành, lớp. Mình xin chào cô chú và tất cả các bạn. Chiều hôm nay bà chú cháu xuống sông giăng câu. Thì hôm nay mình câu giăng bằng mồi tép á. Trải nghiệm lại thời xa xưa. Giăng giữa sông, hồi xưa mình giăng trên ruộng. Câu tép không biết thành quả sao đây, chứ dạo này mà ăn sao thấy nó không được hên rồi. Tại vì tháng mùa khô á nhờ ơi, cá mắm đâu có đâu. Gì anh trốn? Cái đó là những cái cục gạch đây chút mình neo á. Neo cái câu mình. Có lấy dầm chưa? Rồi quên dầm luôn. Chiều cả nhà hơi lụp chụp á. Giờ để mình chạy lên lấy hai cái dầm. Đây câu mình để trong cái thao cái gỗ đó. Ở dưới gỗ là tép nè, giờ mình dở ra cho cả nhà xem nha. Này 200 câu thôi chú. 200 lữ, 200 câu là 200 lữ á cả nhà. Đó tép à. Còn có kết quả sao em cả nhà? Tép còn sống nha. Sống giờ dân mới hiệu quả hả chú? Sống mới được. Rồi mấy con cá sặc chút móc luôn hả? Móc luôn. Bị trầu luôn nè. Chúng ta bóng với cái lăng. Dạ. Mà chú cháu cũng bờ tới địa điểm rồi nè. Đây mình đem thêm hai cây chàm để mình cắm xuống rồi mình buộc cái đầu câu vô á. Buộc dài xuống không? Buộc vô trước hả? Hay cắm hay là cắm trước buộc chú? Buộc vô trước mới cắm chứ. Rồi nó lúc ở dưới rồi chút nữa sao mình móc mồi ở dưới đó được? Chặt lên chút đi chú ơi. Đây chú Út cắm này nè. Ghe lúa mình nhắm cho nó ngay á. Thì ghe lúa chạy có đợt đó nha, có nghĩa là trên kia có cái lò sấy á. Thì như cái lúc nào đó sấy lúa nó khô rồi á. Thì chạy nguyên đợt vậy đó. Như lứ đâu mà sao thấy con cũng chua ăn vậy chú Út? Từ từ thôi chú Út ơi, còn sớm mà. Bắt quá mình lấy đèn mình móc mồi được không chú? Rồi bên chú ơi. Móc với đít gì à? Móc đít tới á. Quay cái mặt xuống dưới móc. Ngồi vậy. Sao cày ta vậy mới im đúng không? Bơ thẳng gì luôn đi. Bơ thẳng vậy đó. Thôi móc mồi luôn à. Vừa bổ vừa móc luôn. Thôi thôi đi chú ơi. Vậy giờ xả cái đi chút mình đảo lên móc chút coi. Chú đảo lại móc. Mình còn bục bục ấy nữa mà. Nó không có tạch. Bục neo nữa. Tại câu cũ á để lâu quá mình chưa có giăng cả nhà. Thì nó bị gối gì đó. Rồi mình xả từ từ mới được. Từ từ nó cũng ra hết trơn à. Còn nhiều nữa là hết câu cả nhà ơi. Mình quay lại bắt đầu mình móc mồi. Thấy vậy cũng còn sớm mà chú. Sớm. Giờ nước lớn là vừa nêm luôn, cái nước lớn cá nó ăn mạnh. Không chú? Giờ chú móc mồi cả nhà ơi. Mình móc là móc ngay cái đuôi nữa hả chú? Không, cái này nghỉ đuôi rồi. Nghỉ đuôi hả? Móc giữa mình luôn. À đuôi rồi, muốn móc đuôi móc đuôi rồi. Ồ nó nhảy chú Út ơi, để con ngáy cái này mới được. Có mấy con tép à. À mà giờ con tép nhảy kìa. Giòm kìa. À con tép này kìa. Hả? Hả? Coi chừng tép nhảy ổn. Để con giờ để chốt móc ra gì hả cả nhà. Thì mình coi cái này là đậy lên mở ra với cho chú Út cũng bóc tép á. Này tép mình còn sống như này. Nó bò. Đúng là mình quay luôn thời chăm câu thời buổi này mà người chăm câu mà tép mà thời buổi này người chạy máy dầu nó ghê á. Anh đang chăm cái máy chăm dầu vào máy đang chuẩn bị quay lên ông bơm nước vô ao sen á. Là ngày mai mình nhổ ngó cho nó nhẹ. Hay gì mà cũng nhiều chút. Mất nãy giờ hết biết luôn mà cũng thấy cũng còn nguyên nè tép nè. 50 lữ rồi. Cái này hai nắm là đủ 200 câu là ha chút. Hai nắm mình á. À, cả nhà coi tép rồi cả nhà. Tép nè. Mình nó nói móc còn lưỡi không không á. Thì mơ đó mơ. Mơ mới còn lưỡi không. Không, xuống cá nghĩa. Bởi con nói cho mơ mới còn lưỡi không. Tao mình nói gì đi mà. Để thôi được chú Út. Nam Trung.
mở dần. Mở mở hàng đó. Coi 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 ở đâu có ghe độc mà cho số điện thoại nha. Chỗ nào mà bán hàng đồ mua giá cao đồ nha. Này, lấy cái tay quay đâu mình gắn vô quay cái nha. Đó. Rất nhẹ nhàng á, máy quá nhạy. Để đi lấy xuôi thêm được câu gì vừa thôi. Để lấy thôi, rồi nó chạy quá mạnh rồi. Nãy chui chân mình nó bị lử nó móc vô cái tay hết cái à. Chắc lử này chắc nhạy lắm nè, mơ là dính cá là dữ luôn à. Mấy chú cháu cũng móc mồi xong cả nhà ơi. Tép cũng sải còn sống, giờ nó cũng vừa chết nha. Rồi. Giờ mình bơi về thôi. Chắc 7 giờ rưỡi 8 giờ mới có đi thăm. Không biết làm sao đây. Không biết kết quả sao. hố dần lưới rồi. Dân lưới hồi sáng thì hắt rồi, chỉ dính được mớ lông kiến nha. Giờ buổi chiều mình làm lại cái này, rồi sáng mình thăm cái nữa. Thì tối hôm nay cũng tới 7:40 rồi. Và chú cháu đầu xuống xuồng đi thăm thôi. Không biết thành quả sao đây. Thì mình đi mình có đem theo cái hộp mồi là mồi trùng á, chiều mình đào á. Chọi là mình chọi mồi lại tại tép nên nó chết hết rồi. Hết cũng hết luôn rồi. Đây thì có cái vợt nè. Thằng có cá bự bự gì đó mình xúc, với đem theo cái gọng chút nữa mình gọng cá dưới đây luôn, khỏi lên nhà lấy nữa. Nói chung là ở sau bơi chốt thì trước có đầu thăm mình ngồi trứng rửa ở không thầy chốt dạ. Thằng chú gì đây yếm sư bùa hả à? Ba la cà na xíu mũi hả ai chung lắm chung có chơi ưa lắm. Giờ là ở dưới lên hay là trên thăm xuống chú? Trên thăm xuống đi chú Út à. Thăm ngược nước hay xuôi nước? Ngược nước đi. Ngược nước á, xuôi nước. Ngược nước cái gì? Khó lắm. Vậy là ở trên thăm xuống. Rồi mình bơi lên trên kia nha. Thành quả sao đây? Sao giấc này nó tối thui vậy chú? Đưa cái dầm bự rồi. Chú đánh bơi làm sao rồi? Cái đèn mà gọi dưới nước là nó tối quá. Ừ. Cái đèn mình gọi nước là nó tối, gọi bờ cũng thấy sáng. Ở cái dầm ở dưới trong á. Giờ mình tới cái này gọi là đại câu chứ không phải đại lưới phải không chú? Đại câu mình dân câu gọi là đại câu. Còn mình dân lưới gọi là cái đại lưới. Tới không tới mình nhổ lên đó chú. Lấy dầm dài. Thấy không tới rồi. Con thấy nhổ lên là chắc ăn tại nước lớn hả? Nhổ lên đi. Nhổ lên nó mau chung ơi. Nhổ lên rồi mình để cái viền lên trên cái giò mình đó rồi mình cầm xuống lại. Về chốt làm hết hồn. Tưởng nó dính cá đầu đài chứ. Đầu đài có móc mồi đâu. Còn mồi. Còn mồi cả nhà ơi. Giật giật không chốt. Bơ lên anh chúng. Mới vô giật hoài. Cái gì cũng từ từ đó chú. Gần hết 100 câu mà chưa có con cá nữa cả nhà. Tình hình không xong rồi chú Út ơi. Hết mồi hả? Sao con tép nó còn y nguyên à? Vậy thì sáng làm vài con nữa. Sao giấc này thăm buồn ngủ quá. Những con nó buồn ngủ anh. Anh Trung ngừng ngủ gục nha anh Trung. Nói gì nghe anh Trung ơi. Để chú Út ông phăng mà ông buồn ngủ luôn bây giờ. Cứ
từ từ. Thôi coi chắc có lý à. Sao mới dưới thầm lên không dưới này giờ cho. Minh ơi. Cho thầm cái giật nè chú, chính cá cả nhà. Minh ơi. Chính hả? Gạch hả chú? Gạch có lấy à. Cái ơi thấy à. Cái gì đây chó thì chỉ con chờ nhiều đó. Mình nó sợ nó giật cũng được. Giật chà bá luôn á, cũng được gì. Hả? Chích queo rồi. Ôi chích queo rồi. Dính theo chăn cục chì luôn mà. Chì ngon ghê. Chì trắng. Hú hồn à. Nè, hết không? Câu mới dính lên con. Người ta nói gì gan không? Khỏi gỡ nè. Ngộ vậy? Cái mỏ nó mềm. À. Ngoài ra hả xích nữa. Ăn cái nhà. Ăn con cá chê. Có lý vậy? Cái này mới dính đó. Chích quèo luôn, cái này bằng muối làm sao chú? Muối chứ sao vậy? Nãy giờ thăm nãy giờ mới dính được con mừng hết sức lớn mà cũng chết luôn. Không lẽ thầy là đó không lẽ không dính con nào nữa sao? Anh suối. Con thầy là có lấy cái khác bờ nằm ngoài. Cái cha nó không ăn tép hả chú? Hả? Cha hả? Ừ. Rồi hết rồi cả nhà, chỗ này máng gốc chắc ngày mai mấy mơ mình mấy lặn bằng ngày đi cho chú Út khỏe này. Lên hay vậy chú? Chỗ ngồi chứ. Rồi cho mơ kiếm cá chê khủng rồi. Rồi đi hên đi con đi. Thôi con cũng được rồi. Con cá chết nữa. Con cá chết. Dạ cũng được rồi, mình còn thăm nữa mà. Tính không có luôn mà được con cũng mừng hả? Ừ. Mừng hết lớn luôn hả? Quá wow, nước chảy. Rồi giờ về. Về cả nhà ơi. Còn cá chê nè, ăn chắc ngon lắm chú Út. Cá chê nè, ba chú cháu sao ăn đủ đó. Chê ngon ghê. Phải sớm bắt nồi cháo là trước chuẩn bị là chết rồi. Con tiêu một cái ăn nó nồi cháo trắng. Đổi vô cỡ, ăn ngon ngự. Chú, vợ đâu chú? Nhà mình trên mà. Chú, thắt qua chú, quên luôn gà luôn rồi. Con cá chê trắng. Ờ rồi con này khứa hen, kho tiêu hen. Rồi hẹn cả nhà sáng mai nha. Dạ thắt quá. Không biết nói nên lời luôn á. Ước mong sáng mai sao? Cũng ráng mặn lắm cả nhà ơi. Ráng làm cho mà thấy nhiều quá. Nhắm gì vậy? Cái này sáng cả nhà ơi. Nhà ba chú cháu tiếp tục đi thăm cầu. Thì tối được có con cá chê một à. Sáng nay mới sao. Thôi giờ buổi sáng vui vẻ. Vui vẻ đâu không thấy. Ừ cháu. Hết ham rồi đó chú Út ơi. Nó không dính cái giác đầu chứ dính cái giác sao. Có công mình làm. Hy vọng là vậy anh Trung. Đã dưới nước thì mình biết đâu được. Bữa nay nó không dính mời nó dính. Cứ hoài thế nào có ngày nó cũng phải dính liệt câu rồi. Thả luôn câu cả nhà. Dạo đầu bữa nay mình cuốn luôn. Sao đây? Hiệu quả không cao rồi chú ơi. Đẹp rồi. À cái đó mình gọi là cây gấp nha. Có cây gấp mình cuốn mới được. Móc cái lưỡi câu vô. Rồi bỏ lên chú. Cuốn với thăm con thấy cũng gần ngang với nhau mà chút, mày mau mà. Chút quá chuyên nghiệp. Nãy giờ chưa được con nào cho cả nhà. Này không có cá quá chú. Có cá cha nó đâu ăn tép đâu.
nhìn con cá chê cả nhà. Sống không? Chết muối. Ồ chết nữa rồi. Dính được à. Bự luôn chứ. Bự luôn, dính được à. Quá đã. Thôi mua xả chiên. Làm nửa lít. Mới con còn. Ông ơi, tôi được con rồi. Phải được sống nó bên chua. Cũng được, cũng hên. Tối con, vợ con là chẳng cặp rồi. Rồi. Này cá chê trắng hả chú? Trắng. Trời, chết queo cứng đơ luôn rồi. Hai vợ chồng cá rồi đó. Đây là dân ngồi chùm bảo đảm đây á. Nói thẳng luôn á. Móc ngay mép. Ê. Luôn. Ừ. Chùm mà được bán. Con tối nhỏ hơn con này. Đây, đây mình dân ít câu à. Dân 400 đi. Ngồi chùm á. Tưởng đâu cá chê sống mừng hết lớn. Ôi, chùm chết gì. Có dính là hên hả chú? Nó chỉ có con cá lăng mới sống không chú? Lăng cá chèn. Cá chê là cá ngớp mà. Này này dân mồi trùng ha. Coi chừng mấy lử dính nè, coi chừng mồi trùng đêm hôm mình móc lại chú. Dám lắm mà. Vì cá này nó không ăn mồi tép không Quân? Mà. Tới cái phao đó là hết á. À, nữa luôn câu rồi cả nhà. Đây chú Út phát nó phải lặn xuống gỡ cái chỗ bên kia lên. Tối cho phao đó là chỗ mắt gốc á, mình mới cho phao lên đừng cho nó dướng nhiều. Khoan gần tới cục gạch nó gãy ha chú. Cá bự không á. Hôm không dính phải không? Ừ, bây giờ dính. Đổi dính trong kia. Một ngày dính trong này đúng. Góc cả nhà ơi. Ê. Chốt xuống lặn gỡ kìa. Đây là cái gì chốt? Cái gấp. Để mình vô câu á. Mình vô nha. Nó có thứ tự đàng hoàng tới mình bổ ra rất là dễ. Nó không có sức. Con cá bự lôi lên con khủng khủng chú. Này chắc máng cái nhánh cây. Hồi dài dữ hả? Cái gì chú? Chua ăn. Cái gì chú? Rồi vô chè. Không có đường ra đi. Nhánh tre hả? Ừ. Ông mới đụng cái viền hay gì chú? Viền. Hả? Cái gì nặng nặng hả chú? Cái gì nặng nặng hả đó? Rồi, được cục gạch. Gần hết câu cả nhà ơi. Tới cây kia hết câu. Sáng con quá, tối con nó là hai con, lại có dính đỡ hơn không dính. Ồ ghe chạy cái nó rút nước là hả chú? Sững xuồng nó lên. Cá chê nè cô. Rồi được có một con rồi cô ơi. Hai chục năm mới thấy giờ câu. Hai chục năm mới thấy giờ câu đó chứ. Thì hai con cá chê con tối với con sáng này hai chú cháu quyết định là để làm cái món chân nha cả nhà. Chân gừng mình để củ hành tím được không chú? Được. Củ hành tím vô con khoái ăn củ hành tím nó thơm. Rồi quyết định vậy nha cả nhà. Cậy ít nhưng mà ăn nó ngon. Nhiều quá ăn nó cũng ngán hả chú? Mà muốn có cũng đâu có đâu mà ăn nhiều. Rồi giờ về thôi cả nhà ơi. Trời ơi đực con còn cũng nặng quá cả nhà. Chắc chắn.
mới chết chứ ngợp luôn. Còn rất tối nhiều xíu, phải còn tối bự chút nữa được rồi. Mà nhiêu đây, chân một tô bành kia rồi chốt ơi. Chân bành kia. Mình đập thêm 3-4 cái hộp vịt vô nữa ha. Hạt củ hành tím nè. Rồi. Chấm rau sống ăn cơm rồi, xong quá đã luôn. Mà chắc để chiều chiều mới làm cả nhà ơi. Tại sáng nay mình với chốt đi đám đầy tháng nè. Cũng xế xế chiều cả nhà ơi. Cá và chú cháu dân lưới ủa xin lỗi cả nhà. Nhân câu buổi sáng. Thăm buổi tối thì được một con. Buổi sáng được một con là hai con, là con buổi tối có chút xíu xíu. Giờ này chốt bằng cá. Ừ, lan á, lan. Cá bằng xong cái này mình để vô cái tô nha. Cái này chốt làm cái món là cái tô này con thấy hơi nhỏ rồi chốt ơi. Nhỏ hả? Nhỏ rồi. Nhỏ lấy tô bự. Tô bự nữa mới được. Là cực kỳ nguy hiểm. Nhỏ lấy tô bự. Ăn cá mình gấp vào tô trước nha. Chê chốt mặn xong rồi đó. Mình chà chanh nữa cho nó hết nhớt rồi đó. Thì chân thì cá chết mình chân nó mới ngon cả nhà, cái sống là chân là thua. Cái này là mình đập con vịt để vô luôn. Rồi đúng rồi, đập hộp đựng quậy ăn. Ba trứng vịt nha cả nhà. Thì chốt đang sát gừng của hành tím. Đó. Hôm nay mình làm một cá chê chân gừng của hành tím. Quậy hộp vịt không chốt hay để thấy gì chốt? Không không không. Hái giờ trái đậu gồng chút mình chấm à. Bên đây nè anh chú. Đây nhóc luôn à, dài dài qua bên đây nè. Nó chỗ cục chỏ anh đó. Nhỏ quá gì vậy? Ừ, vậy là vừa ăn rồi. Nhỏ quá, tủng quá. Bên đây nữa nè. Thế già dây nhách. Chút úp nêm gia vị nha cả nhà. Mình nêm đường bột ngọt nước mắm thì cũng kèm thêm mớ dầu ăn cho nó béo. Giờ bắt đầu mình để gấp gừng. Gừng tím lên trên mặt. Thơm dữ nha chú Út. Món đặc biệt dữ à. Chú Út này chế biến cái món độc độc không à. Món này là khỏi khỏi hành tia kia hả chú? Khỏi. Bởi vì mình có hành tím được ha. Tiêu mình gắt lên mặt. Niêm rồi anh. Gốc mặn với gốc quen rồi. Bắt đầu là bắt cái nồi lên trên bếp. Nhúng rửa rồi nè. Để gì đi lấy nắp dung đậy lại, để gì đó. Mình hấp cách thủy nha. Rồi lấy nắp dung đậy lại. Nó đổi không chú Út? Không, không. Tại vì cái nắp dung này nó mò lên trên ha. Đổi không? Ừ. Không. Không chú rồi. Nhặn mạnh xuống được không anh chú? Cho kính. Rồi, xong. Được rồi. Rồi. Giờ chỉ chờ đợi thôi cả nhà ơi. Trong nãy giờ cũng lâu cả nhà. Giờ này mình dở ra coi thử nó ra sao nha. Còn của. Ngon quá chốt ơi. Bốc mùi, lớp mùi gừng đó. Lớp hành, lớp tiêu, lớp ớt, nói chung đủ hết rồi. Thì mình hấp cái thể gì nè. Nó cũng hơi lâu chín nha. Hơi lâu chín cho nên mình phải đun cho nó hơi lâu lâu một chút xíu mới được. Dạ cũng chín rồi cả nhà. Chốt nhắc xuống. Chiều nay chắc cũng làm vài ly nữa chứ mồi này tính ăn cơm không là không được. Không có được. Nó không có tiêu. Ăn cơm là không tiêu đó. Thế nào cũng rượu luôn. Nóng rồi chú. Ui.
Nóng là dựng hai lỗ tai hết nóng. Sao kỳ vậy chú? Ừ, nóng là dựng hai lỗ tai. Vậy là cái lỗ tai mình nó lạnh hả chú? Lạnh. Họ nhìn không là thấy chịu không nổi rồi chú. Món gì đâu mà nó ngon dữ vậy không biết. Thì bữa nay mình ăn gầm rau cần cua, rau nhấy, con súng, đậu gồng. Đậu gồng nữa. Chiên chạch à, mà muốn cảnh chiên ngồi lọc mở về. Gọi như mấy chú cháu vừa cá chung chú Út 20 năm rồi ăn. Đó, mới thử tay ngày lại cùng mấy cháu Phương Kinh văn 200 câu thành quả được các hai con cá chê. Bây giờ mình làm chân gần ngang cả nhà cùng thưởng thức với mấy chú cháu cặp với rau cần cua rau nhái. Câu mình nghe. Câu mình cũng cuốn về đó cả nhà, treo đó rồi đó. Bây giờ mà tay ngày còn im quá. Mình thưởng thức cái mồi mới. Thử tay ngày cũng còn im quá cả nhà ơi. Đấy, hai con cũng được rồi. Chăm nghe không bằng một thấy, bây giờ mình thấy rồi mình làm thử mà mình biết. Mời cả nhà. Đây, nếu mà cá sống á, thì mình nấu canh chua cơm mẹ. Còn giờ nó chết hết, phải sức cái chiêu này thôi chứ làm sao giờ. Mà coi chừng ngon hơn cái nồi canh chua cơm mẹ nữa chú. Đũa đũa của con bên nồi không? Bên nồi á. Chú con. Mình khui khai trương rồi. Nè ơi. Trời ơi, bốc khói. Dạ. Này cá chê trắng nè. Ôi cả nhà. Mặn lạc gì không chú? Dạ. Nó dài kìa. Dài cá chê đúng là cá chê dài luôn nha. Dài đâu có gì đâu. Xong. Hai bạn nha. Chê xong chứ không phải chê đồng. À, ngon tụi mời. Nội ơi. Quá. Để chút đồ ăn vô mỡ béo á. Ngon quá. Em thấy không có ngon à. Con ăn đâu ngon. Sướng. Gần ha, cặp vô miếng gần. Vịt. Thì mình phải có rau kèm vô nó ăn nó mới không ngán hả chú. Ngon quá. Thì món cá chưng á thì cũng rất là nhiều loại cá để mình chưng cả nhà. Cá rô nè, cá chê nè, cá lóc. Thì cá thác lát chưng cũng được luôn phải không chú? Đúng rồi, mà thác lát còm á, cá bự á. Ừ, cá chết. Nó chết rồi phải, chết hơi bụng bụng rồi được ha. Mới gọi là cá chân. Đúng rồi. Cái này nó chưa bụng. Tại cá chê nếu mà bụng là bỏ luôn á cả nhà ơi. Tại vì cá chê nó bụng là nó đắng, nó nhẵn dữ lắm. Mới chết rồi mình để như sáng mình thăm vậy đó, mình để trưa trưa về mình làm là vừa rồi. Chưng của mình ơi. Dạ. Mà ngon nhất á là cái rô đồng á, cái rô đồng bự. Cái rô đồng bụng mới ngon anh chung. Cái rô đồng bụng ăn như bột ngon lắm, béo mà thơm. Sao rung dữ hả chú Út? Cái nói kỹ kìa. Cái màu này cả nhà. Ngon không? Có ba lần á. Đậu gồng nè, rau nhấy nè. Ăn. Còn thức con súng nữa nè. Chắc gần mưa đó chú Út à. Gùi bay. Không gài nắng quá cả nhà ơi. Không chuyển vụ hoài luôn mà chưa có thấy mưa. Quá ngon. Cái này nước rồng chảy xuống nè. Chắc hôm nào mấy chú cháu làm lại một bữa nó mới được chứ. Hả? Ha chú Út. Mình chuyển sao mình đổi mồi trùng coi. Có nhảy hơn mồi tép không? Chứ 200 câu mà dính có hai con cá là cũng buồn lắm cả nhà ơi, cũng cực lắm chứ đâu phải là không cực đâu mà có hai con à. Mà chú Út mê đó, rau dân nhiều 4-500 nè. Đã 400 gì. Với lại mình dân chưa đúng con nước hay gì ha chú? Chưa, bây giờ đòi hỏi nước chứ tại ngày chú Út dân được rồi. Đòi hỏi là đẳng cấp ha, đẳng cấp chú Út là mấy chục năm rồi vẫn giữ nguyên à. Muốn chết bởi vì 20 năm rồi đó. 20 năm. Thử lại tay nghề quá mừng rồi. Móc cũng im em. Dùng. Dạ. Hồi xưa thì dân câu là mồi chồng nè. Dân thiên xuất lên. Rồi mồi tép nè, rồi mồi cá linh nè, và mồi cua nè, nói chung là mồi nào chú Út cũng móc được hết. Mà anh Trung lúc đó cũng có văn phải không? Cũng có văn luôn nữa. Anh mấy tuổi là anh văn rồi? Mới 15 tuổi là mình đã văn rồi. Xuống xuồng chạy máy đi văn anh Trung. Chạy máy, mình chạy máy đây vô đổ đường đâu cũng cả chục cái số vậy đó là dân câu rồi. Điều xưa gia cảnh cô nghèo nên phải mưu sinh bằng cái câu lứ ở trong vậy đi.
xưa nghèo á các bạn, mà giờ thì nó còn nghèo cũng y ra hồi xưa. Tăng tiếng hả? Này cái đậu ngon dữ vậy. Chín dữ luôn phải không chú? Ừ, chín dữ. Thôi mời cả nhà vô dùng cơm với ba chú cháu mình nghe. Mình đạt mình chấm nước mắm chứ không có gì chứ. Chứ mặn đâu mà ăn được. Giờ vô cái đi chú quá, mồi này ngon quá. Ngon quá. Quên con còi. Con còi nào con không hay đúng không? Tôi với chú vô. Để thử tay nghề chú làm món này coi. Ngon lắm. Nói thì không tin, thấy không? Cái này nếu mà chậm 2 tiếng chắc nó chết ha chú. Ừ. Bởi vì mình dân ngầm mà. Nếu mà con thâm để liền 4-5 tiếng. Con thâm liền mà dính liền á thì nó sống. Neo hoài làm sao chịu nổi. Nó quán du cây á chung. Dạ. Đâu lên ngất được hoài cả nhà ơi. Cái này là dùng lá me bay nè chú. Được không? Thấy chưa, nó bay có gớm. Ăn khen quá ngon luôn cả nhà ơi. Nhưng mà hên là dính cá chê chứ nếu mà dính được có 2 con cá chàng hoặc là 2 con cá rô con không biết làm sao con làm luôn á. Khó làm món. Chú cháu không biết làm sao luôn. Nói chung là như vậy cũng hạnh phúc lắm, cũng không có thua gì cá lâu kiến mà nấu cái chua thảm nha. Ừ. Chơi mà chân thứ gì chưa nói. Đùi nè. Chút đi. Nói ra đưa chút đi. Thôi người khúc. Chấm đầu gọng hết sảy. Ngon quá cả nhà. Chốt ha. Tao ăn cái đuôi chưa? Mình cái đầu. Không phiền đâu quá. Thôi để đi con ăn con gấp, để đi. Từ từ. Bay xuống hoài luôn chú. Biết sao không? Giờ mình nó quên cái để đầu chú bóp. Cái này. Cái me mình nó già gì nó bay láo mà chú. Gần đó me bay mà gọi gì đâu. Quá ngon. Đó, đây. Từ nè. Ừ. Mất nhiều quá để vô chén ngủ. Ngon kìa. Đây. Quăng nó vô chút à. Ngon quá ngon. Thái thơm. Mùi gừng. Đúng là cái khúc đuôi. Đấy à, béo. Béo. Cái cầu qua dao chú Út không dám nói nha cả nhà. Con cá chơi béo tại kỳ ha, rồi chấm hỏi để đó. Béo tại kỳ. Ừ, chấm hỏi để đó chứ cầu qua dao còn nữa. Chị biết rồi nói gì cả nhà. Chơi béo tại kỳ. Súng để vô cái này biết thiếu gì không chú? Bông điện điện á. Nhúng vô một cái. Rồi mình thông cảm giùm chú Út, mình ơi tao ấy chiều rồi. Với cái vòng này nó trong với cái này mình muốn qua mùa rồi. Rồi mình điện rồi. Có mùi nước rồi. Ừ, nguyên vậy á. Sao thấy nó bể chứ. Quên ta, thấy thiếu gì ta, nhìn thiếu cơm. Cơm này. Ừ, quá đã. Nữa tiếng đã nữa quá ngon. Ừ. Đã không bỏ thiệt chứ. Vô mời cả nhà vô. Mời cả nhà, mời các bạn nha. Anh Minh đó giờ anh đã rồi. Giờ anh quen cái chữ đã. Mời uống rượu chút nữa cháu chung gấp miếng cá mời cả nhà để uống rượu có phải có mồi phải không, đó là nó hợp lệ đó.